xin chào cả nhà. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau một chút xíu về các vấn đề làm đẹp nha. Sam thấy có một bước trong cái quy trình làm đẹp mà rất nhiều các bạn bỏ qua, đó chính là bảo vệ làn da của chúng ta khỏi tác hại từ ánh nắng mặt trời, từ tia tử ngoại nè. Và cũng dần dần thì cũng có rất là nhiều bạn đã học được cái cách là bảo vệ làn da khỏi tác nhân của ánh nắng mặt trời rồi. Nhưng mà các bạn có biết á, ánh nắng mặt trời chỉ là một trong những tác nhân gây hại cho làn da thôi. Vẫn còn rất là nhiều những cái nguyên nhân khác đối với các bạn là gì? Đó chính là ánh sáng xanh từ điện thoại nè, từ laptop nè, hay từ ánh đèn LED nè. Và đặc biệt đó là khói bụi từ môi trường bên ngoài, từ cái không khí ô nhiễm cũng là một trong những cái nguyên nhân khiến cho cái làn da của chúng ta trở nên rất là khô ráp nè và bị xấu xí đi. Và ngày hôm nay thì Sam sẽ chia sẻ với các bạn một cái bí quyết để giúp cho cái làn da chúng ta, bảo vệ cái làn da chúng ta khỏi tất cả những cái nguyên nhân gây hại đó. Đó chính là một em siêu hot hit luôn, đã là người bạn đồng hành với Sam trong suốt mùa hè này. Đây chính là kem chống nắng Active Tree Phyto UV Protect. Đây chính là cái sản phẩm mà Sam đã sử dụng trong thời gian gần đây. Và em này đã là người bạn đồng hành với Sam trong suốt mùa hè này luôn. Với cái em này thì Sam cho mọi người xem nha. Có cái độ SPF là 50 cộng và BA là cộng lận. Đó, cho mọi người xem kỹ ở đây nè. Và cái yếu tố này nó sẽ có khả năng là giúp bảo vệ cái làn da của mình hoàn toàn khỏi tác hại từ ánh nắng mặt trời, để có thể có được cái khả năng bảo vệ cái làn da khỏi tia tử ngoại ưu việt nhất, bởi vì có độ SPF tới là 50 cộng cộng và PA tới cộng lận. Cho nên là mọi người sẽ yên tâm khi mà mình đi ra ngoài mình bị những cái ánh nắng mặt trời tia tử ngoại chiếu vô nè, các bạn vẫn yên tâm ha. Thì ngoại trừ cái khả năng mà chống nắng ưu việt đó, thì cái sản phẩm này vẫn còn 3 yếu tố mà khiến Sam rất là thích. Đầu tiên đó chính là giúp cái làn da của chúng ta là chống lại các tác hại từ ánh sáng xanh, từ điện thoại, từ laptop hay là từ những cái ánh đèn LED. Mọi người thường là nghĩ là chỉ có tia nắng mặt trời thì mới có hại cho da thôi, nhưng mà thật ra mọi người biết là ánh sáng xanh là vô cùng hại luôn. Chẳng hạn như Sam mỗi khi mà Sam đi quay hình thì những cái ánh sáng từ những cái đèn nó đánh vào trong cái mặt của mình á, khiến cho da mình trở nên rất là bỏng, rất là rát, và cái ánh sáng đó nó còn hại gấp mấy lần so với ánh nắng mặt trời lận. Cho nên cái sản phẩm này, một cái yếu tố nữa, một cái công dụng nữa là giúp cho làn da của mình, bảo vệ cái làn da của mình chống lại các tác hại từ những cái ánh sáng xanh nè, hoặc là từ những cái ánh đèn LED nè, vô cùng có hại cho làn da của mình luôn. Thì ngoại trừ chống nắng thì vẫn còn bảo vệ cái làn da mình khỏi ánh sáng xanh và các tác hại của đèn LED nữa ha. Và cái yếu tố thứ hai là giúp cho cái làn da của mình, bảo vệ cái làn da của mình khỏi các tác hại từ các không khí ô nhiễm nè, từ các môi trường bên ngoài, từ khói bụi nè. Mọi người biết là những cái hạt khói bụi LED siêu nhỏ ở ngoài đường á, khi mà mọi người bước ra ngoài đường á, nếu mà để nó ở trên da đó, và để một cái thời gian mà mình không có vệ sinh sạch sẽ đó, để cả ngày á, thì nó sẽ khiến cho cái làn da của mình bị bí bách da nè. Và đó là một trong những cái nguyên nhân gây mụn nhiều nhất ở trong cái thời buổi hiện nay. Và cái sản phẩm này sẽ có một cái khả năng nữa là giúp cho cái làn da của mình, bảo vệ cái làn da của mình khỏi các tác hại từ môi trường bên ngoài, từ những cái không khí ô nhiễm hay là những cái hạt bụi siêu li ti cũng không thể nào len lỏi vào lỗ chân lông của chúng ta được. Và ưu điểm tiếp theo mà giúp Sam rất là thích sản phẩm này, đó chính là khả năng chăm sóc hàng rào bảo vệ da bằng các dưỡng chất chống oxy hóa. Mọi người có biết là chúng ta ở mỗi một cái độ tuổi thì cũng sẽ có những cái lo lắng riêng. Và riêng Sam ở cái độ tuổi này thì Sam bắt đầu rất là lo lắng về cái vấn đề là lão hóa. Và cái sản phẩm kem chống nắng này á, ngoại trừ cái vấn đề là bảo vệ làn da mình khỏi cái ánh nắng mặt trời này nha, từ ánh sáng xanh, thì nó còn giúp cho cái làn da của mình chống lại lão hóa nữa, bằng cách là cung cấp các dưỡng chất chống oxy hóa. Bởi vì đó là một trong, chứ oxy hóa là một trong những cái nguyên nhân giúp cho cái, khiến cho cái làn da của mình á, trở nên là bị lão hóa rất là nhanh. Và sản phẩm này cũng sẽ có khả năng là giúp cho cái làn da của mình nè, chống lại các nếp nhăn, chống lại các chất oxy hóa khiến cho cái làn da của mình lão hóa suốt 8 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì làn da của chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi các chất oxy hóa nè, với lại các gốc tự do tới 8 tiếng đồng hồ lận. Mọi người rất là yên tâm khi mà sử dụng nha. Còn một cái đặc điểm tiếp theo mà Sam rất là thích sản phẩm này, đó chính là sản phẩm á, dưỡng chất ở một cái dạng lỏng rất là dễ thoa
và khi mọi người thoa lên trên da thì nó sẽ thẩm thấu ngay vào trong da của mình luôn, tạo thành một cái lớp màng bảo vệ da siêu mỏng, rất là gọn nhẹ mà không có gây bí bách làn da. Sau khi mà mọi người thoa cái lớp chống nắng này lên á, thì mọi người có thể make up mà cũng không có sợ cái lớp make up của mình bị dày đó. Và mỗi một ngày thì các bước chăm sóc da của Sam nó sẽ như thế nào thì Sam sẽ hướng dẫn các bạn nha. Đầu tiên, trước khi mà mình sử dụng kem chống nắng Active thì mọi người hãy nhớ là mình sẽ vệ sinh da sạch sẽ nè. Nhớ là vệ sinh da sạch sẽ nha. Sau đó thì Sam sẽ thoa kem chống nắng đều lên trên mặt và cả cổ của mình, dạng tinh thể lỏng, cho nên là khi mà xoa thì sẽ thẩm thấu rất là nhanh vào trong da của mình mà không hề có cảm giác bí bách hay khó chịu nào hết. Sau đó thì mình sẽ có thể tự tin make up, thực hiện các bước make up tiếp theo của mình mà không có sợ là các lớp make up bị dày nha. Đó. Và nếu như mà Sam đi quay một ngày á, mà nếu mà đi quay trong mát á, thì Sam sẽ giữ cái lớp kem chống nắng này cả ngày luôn. Nhưng mà nếu mà Sam đi quay ngoài trời á, hoạt động ở ngoài trời nhiều á, thì cứ cách khoảng 2 đến 3 tiếng thì Sam sẽ thoa lại kem chống nắng một lần nữa. Và mọi người thấy á, là cái tinh thể kem chống nắng là siêu mỏng và mịn luôn, cho nên là lúc mà Sam make up rồi á, thì mọi người vẫn có thể thoa trực tiếp lên trên cái lớp make up của mình mà không có sợ á, là nó ảnh hưởng tới cái lớp make up của mình nha. Mình có thể thoa trực tiếp lên trên luôn. Đó. Và tinh thể kem chống nắng sẽ thẩm thấu ngay vào bên trong da của mọi người luôn. Chúng ta không cần phải lo sợ là ảnh hưởng đến cái lớp make up hàng ngày của mình. Và Sam nghĩ em Artistry này sẽ là một người bạn đồng hành cùng với các bạn trong mùa hè này để bảo vệ làn da của mình khỏi tác hại từ ánh nắng mặt trời nè, từ ánh sáng xanh nè, từ khói bụi, từ những cái ô nhiễm môi trường, hoặc là chống lại tất cả những cái tác nhân gây ra lão hóa trong suốt 8 tiếng đồng hồ trong một ngày luôn. Và hy vọng là tất cả các bạn sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời cùng với em kem chống nắng có khả năng chống oxy hóa Artistry này nhé. Còn bây giờ thì bye bye, chúc tất cả mọi người một ngày vui vẻ nha. Bye bye.